Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại rằng: Con không đi. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Quả thật ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài, nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta về cái nghịch lý trong đời sống đức tin của chúng ta. Và thực ra trong đời sống bình thường cũng có nhiều nghịch lý, mới nghe thì thấy nó thật là kỳ cục. Chẳng hạn như bây giờ, có lần tôi nghe một câu hỏi: Có khi nào mất trắng bất sạch mà lại thích hơn là được hưởng lợi từ cái món tiền mình bỏ ra không? Có lẽ chúng ta chẳng thể nào nghĩ ra mình bỏ tiền ra mà mất trắng bất sạch mà lại thích. Còn khi được hưởng lợi từ món tiền đó thì lại không thích. Khi nào vậy? Khi chúng ta mua bảo hiểm đó, mua bảo hiểm mà không phải dùng đến, tức là mất trắng bất sạch rồi. Còn giả dụ như bị đụng xe một cái, đưa vào nhà thương có cái bảo hiểm nó cho, rồi đưa đi sửa có bảo hiểm nó bồi thường, nhưng mà thôi, xin cho tôi mất trắng mất sạch đi. Và trong cuộc sống của chúng ta, sống có nhiều lúc ta tưởng là thua mà lại là được, rồi ta tưởng là được mà lại là thua. Và bài đọc 1 nói với chúng ta về cái thua thực sự đáng sợ. Khốn cho thành phản nghịch và ô uế, cho thành làm sự hung bạo. Và cái khốn này nó bắt nguồn từ đâu? Nó không chịu sửa dạy, không nghe lời, không tin tưởng vào Thiên Chúa, không đến gần Chúa mình. Thì chúng ta thấy câu trả lời của mọi cái khốn thực sự đó là không đến gần Chúa. Mùa vọng là mùa chúng ta chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Giáng sinh. Trong niềm vui Chúa đến với chúng ta, và đây là niềm vui bởi tình thương Chúa đến. Thế nhưng cái chuyện còn lại cũng quan trọng không kém là ta có đến với Chúa hay không. Bài phúc âm nói với chúng ta về người con thứ nhất. Con không đi, nhưng nó hối hận và đi làm. Rồi đến đứa con thứ hai, ông cũng nói như vậy. Nó thưa vâng con đi, nhưng nó lại không đi. Và trong thực tế cuộc sống của chúng ta, nhiều lúc chúng ta tưởng là mình hay, nhưng lại không hay. Tưởng là an toàn, mà lại nguy hiểm. Cũng là tội như nhau. Bình thường ra chúng ta thấy cái tội ai cũng thấy nó là nặng. Tội điều răn thứ 6, tội dâm dục. Thế nhưng mà nó là cái tội không đáng sợ bằng cái tội kiêu ngạo. Tại sao vậy? Ở chỗ rằng ai phạm tội thì cảm thấy ngay mình sai. Còn cái độc hại của cái tội kiêu ngạo đó là sai mà không biết mình sai. Một trong những cái dấu hiệu của tội kiêu ngạo đó là cái nóng, là cái giận, là cái ghét, là cái khoe khoang. Phải nói được trong lúc mà nổi nóng lên, chẳng ai thấy mình sai.
Rồi trong lúc mà nổi giận lên, hay là khi ta thấy ghét một ai đó, mình có đủ lý để ghét, nó đáng ghét, nhưng mà ta đang sai rồi. Nếu ta đúng thì ta phủ nhận cái việc Chúa xuống thế làm người. Chúa xuống thế và Chúa đã nói rõ ràng, ta muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ. Và chỗ khác Chúa cũng nói, như trong lời Chúa ngày hôm nay, những người thu thuế và gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông vì đã tin vào Gioan Tẩy Giả. Vậy thì có thể nói được cái đáng sợ là cái tội kiêu ngạo. Và tại sao nó đáng sợ? Nó làm cho người ta không thấy mình có tội. Vậy thì cũng xin cảnh báo tất cả anh chị em và cả chúng tôi nữa, cả tôi nữa, khi mà thấy mình không có gì để mà phải sửa đổi cả thì lúc đó đáng ngại lắm. Và bình thường ra các thánh càng sống thánh thiện thì càng thấy mình là một người tội lỗi, càng thấy có nhiều điều mình làm mất lòng Chúa, càng phải sửa đổi thế này thế kia. Đó là chuyện tình cảm, nhưng mà xét về mặt lý thuyết thì nó cũng có phần đúng. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã đến với chúng ta với tình thương. Và khi chúng ta thấy mình là người bất xứng, là người tội lỗi, đó là cái điều đáng mừng. Bởi vì Chúa đến với những ai có lòng sám hối. Và chính Chúa cũng đã nói, một người ăn năn sám hối cả nước trời vui mừng. Xin cho chúng ta đừng bao giờ thấy được mình là người không có tội. Và cụ thể nhất, xin cho chúng ta đừng nóng, đừng giận, đừng ghét một ai, mà thương hết mọi người như Chúa đã thương ta. Amen.